yêu anh rồi, có anh rồi, vậy còn chờ điều gì nữa? Này là chiếc nhẫn anh muốn trao em, chính lúc này, ngay lúc này, gật đầu làm vợ anh nhé. Vì duyên số do trời đã cho anh gặp một người để yêu thương em suốt một đời. Giờ anh muốn ngỏ lời sẽ không bao giờ thay đổi, mãi bên em trọn đời. Yêu để cưới, bỏ hết tháng năm dòng trời, muốn về nhà thôi cùng em giấc mơ chung đôi. Yêu để cưới, bỏ hết tháng năm dòng trời, muốn về nhà thôi cùng em bữa cơm mỗi tối. Yêu để cưới, quyền xanh bước gì vui bằng. Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên, cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành,
ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc bé à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể khẽ hôn đôi môi ấm áp em cười giữa bao người đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động. Em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành. Ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc ê à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể khẽ hôn đôi môi ấm áp em cười giữa bao người đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Màu yêu ngát trên đồng lúa, màu huy hoàng diệu dàng quê hương vào đầu
mùa xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đời chờ, đường xa nhà vang tiếng pháo vui theo kiều hoa có đôi phù thế, còn trong đời bạn bè dăm tên và ngoài ra đã xa biệt rồi. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, nụ hoàn xa chắc không tuyệt vời, đường chim trời đây đó bốn phương, đưa đầu non đưa bên vườn xuôi, nhờ mấy trời rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã lên vợ chồng. Mùa xuân này ta sẽ có nhau, nhớ ngày vui áo em màu vàng, màu anh hùng tô thắm sẵn già, hay màu yêu ngát trên đồng lúa, màu huy hoàng dịu dàng quê hương vào đầu xuân chứa chan truyền tình đôi mình. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương vào đầu xuân chứa chan truyền tình. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vơi, nếu như đây là mơ xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau, những phút giây gần nhau sao qua nhanh nghẹn ngào không nói nên. Trao xa lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta gần nhau phút giây còn mãi. Lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một sao giữ em tay trong tay, những yêu thương nồng say khi bên nhau làm sao giữ phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo than đi mau, những phút giây gần nhau sao qua nhanh nghẹn lòng không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một đêm phút giây còn mãi. Hát lên lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm nhớ Ai hồ. Hôm nay thì qua sự tìm hiểu của hai con, hai cháu thì Minh Lồi có vật lệ, trầu cũng chung là đầy đủ để sang để báo cáo thì bên ngoài. Với tinh thần thì hôm nay thì có ba cái vật. Thứ nhất là vật lệ là lễ hỏi và lễ cưới và lễ rước dâu. Nhưng mà cái lễ rước dâu thì thực tế là hai ông bà nói chung là bên gia đình ta đã thống nhất rồi, cùng là mang theo đây, sau này ta làm như thế nào thì sau đó là việc của gia đình gia tộc là ok rồi, không phải lo. Nhưng hôm nay thì tôi đại diện cho bên nội
thì thực tế là tôi thì đừng đăng ký tuổi thôi, nhưng mà cháu đi tôn của dòng họ Hoàng. Thì lời đầu tiên thì kính chúc bên ngoài luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Các cháu là hạnh phúc là bên nổi mừng nhất, cho tràn pháo tay kìa. Rồi, tôi sẽ phát biểu nói chung đại diện. Hôm nay là đây là bố mẹ của cháu Tân. Rồi, đại diện chúng tới. Rồi. Và đây là bố Dương và ông. Nói chung là mình không nói ra thì nói chung tất nhiên như không phải rõ ràng nữa. Thì nói chung là mình là cùng trong xóm rồi, mình ai cũng biết thôi. Rồi, trong làng xóm rồi thì tất nhiên thì thương con ngoan cuộc. Rồi, hai nữa thì tinh thần là bên nội mang thì không khí thương con ngoan cuộc thôi. Thì mình mang cái vật lễ về đây thì chúng lại đi nạp tài. Thì ngoài có những gì đáng thương xót mong ngoài thông cảm và bỏ qua. Trước hết sau đây là bên ngoại sẽ bên nội sẽ gửi lời chúc bên ngoại lời chúc khỏe, hạnh phúc, thành đạt, mọi sự tốt lành. Xin hết ạ. Hay là cơ bên nhà máy thì tôi sẽ xin tất nhiên những cái lời văn và cái thời gian cũng như tất cả những cái lời của bên ngoài là tạo cho một hay là tôi cũng là giao cho đây là cho bên ngoài chấp nhận ở ngoài một cái lời văn như là cháu như vậy nào để làm cuối cùng cho họ khỏe hết. Ngựa ô rất dâu sẵn sàng, thế bên kiệu vàng theo chàng về riêng.
cũng hoài linh.
bạn nâng ly ta cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba yo, mời bạn nâng ly ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok, mời bạn nâng ly ta cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba yo, mời bạn nâng ly ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Ngày hôm nay xóm mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kì cô dâu dịu dàng lại nết na, cô bác đều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông Tư giờ đã chính thức được làm xù. Một hai ba vô, vô trăm phần trăm ta chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể hoàng. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Một hai ba vô, hai một vô, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay xóm mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày phải uống cho thiệt đã. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình.
Ngày hôm nay xóm mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên đít dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư, ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nết na, cô bác đều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông Tư giờ đã chính thức được làm sao. Một, hai, ba, vô! Chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đừng đến tương lai. Một hai ba vô, hai một vô, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đây đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay xóm mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày phải uống cho thiệt đã. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nhung nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Lòng luôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Cầm nâng lên rượu đây, uống cho tuyệt vời đây, uống cho lòng chảy đây. Sau đây tôi sẽ gửi lại bài hát. Tất cả người chị, tôi đã giới thiệu và tôi đã báo tất cả người chị đến đó. Lời yêu đến em, hai ta sẽ một nhà.
đời với những yêu thương dành cho người. Gửi ngàn lời yêu đến em, hai ta sẽ một nhà. Gửi ngàn lời yêu đến em, hai ta sẽ một nhà. Gửi ngàn lời yêu đến em, hai ta sẽ một nhà. Hồi chưa chào đâu, nhưng mà thôi thì giờ giấc thì nói chung là cũng hơi gấp rồi. Thôi thì tinh thần là hồ trai có mặt về cho cái nề sinh dâu thì tinh thần là cũng lên giờ rồi. Xin hồ gái ta toàn bộ anh em mình làm cái thủ tục sáng cho nhanh gọn đi mà lên trên có đúng giờ thôi. Thôi được rồi. Thưa với anh họ thì nhà gái chấp nhận theo tập luyện của quê hương thì của địa phương ta. Thời gian thì do những lỗi thì cần thời gian cho cái lỗi như vậy chấp nhận hoàn toàn và kết thúc về hai họ vui chúc mừng chúc hai cậu. Cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng.
trên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nào. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thân là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Chính quyền địa phương đã cho phép thì chương trình
trình lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Hoàng Tới và Nguyễn Đồng được chính thức diễn ra tại tư gia của gia đình Hoàng Nhân Trai, chú rể Hoàng Tới, cùng với sự trở về và góp vui đến từ phái đoàn quan viên gia đình Hoàng Nhân Ngoại cô dâu Nguyễn Đồng trong ngày hôm nay. Vâng, và quý vị chúng ta thân mến, và đúng là trải qua 5 tháng bất đợi chờ, trong tất cả mỗi con người chúng ta, ai cũng đều đi tìm một nửa hạnh phúc còn lại của cuộc đời mình. Và sau một thời gian tìm hiểu và yêu thương nhau, thì giây phút này đây, thì đôi bạn Hoàng Tới và Nguyễn Đồng, họ đã chính thức bước vào trang nhật ký, đó là trang nhật ký đẹp nhất của cuộc đời mình. Cùng chia sẻ đắm, cùng rất là vui, sống với nhau đến đầu bạc răng long. Giây phút này đây, không để làm mất thời gian vàng ngọc của tất cả quý vị, chúng ta phải đợi lâu nữa. Cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được long trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Hoàng Tới và Nguyễn Đồng chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt được không quý vị ơi? Quý vị chúng ta thân mến, trước sự chứng kiến của tất cả quý vị quan khách chúng ta đã trở về đây trong ngày hôm nay, thì trên trung tâm sân khấu tình yêu là sự xuất hiện của đôi bạn trẻ Hoàng Tới và Nguyễn Đồng, thì cho phép ban tổ chức chúng tôi cũng xin được chúc cho đôi bạn trẻ trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phương tây. Xin được thay lời cho tất cả những người thực hiện làm chương trình, xin được chúc cho song thân phụ mẫu đến từ phái đoàn gia đình nội ngoại hai bên lời kính chúc của đầu xuân năm mới tràn đầy hạnh phúc, sung túc, an khang. Một tràng pháo tay thật lớn được không quý vị ơi? Vâng, và quý vị chúng ta thân mến, chắc hẳn trong mỗi con người chúng ta không ai quên được câu ca dao nổi tiếng rằng: công cha như núi Thái Sơn, nghề mẹ như nước trong nguồn chảy ra, cha là núi, mẹ là sông, và công ơn sinh thành ngàn đời con không quên. Thì giây phút này đây thì cho phép ban tổ chức của tôi cũng xin được long trọng kính mời lời phát biểu đến từ quan viên gia đình Hoàng Nhà Trai, chú rể Hoàng Tới sẽ cùng tiếp cận trung tâm sân khấu tình yêu và sẽ thay lời cho hai gia đình sẽ có đôi lời cảm tạ và tri ân tới tất cả quý vị. Xin được long trọng kính mời. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa tổng quý ông quý bà và bậc cha mẹ cùng bạn bè thanh niên nam nữ, hôm nay được sự tìm hiểu của hai cháu và sự nhất trí của hai gia đình và chính quyền địa phương tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Lời đầu tiên, tôi đại diện cho hai gia đình, hai gia tộc rất cảm ơn sự hiện diện của quan viên hai họ và bạn bè thanh niên nam nữ cùng toàn thể hôn trường vì chung vui và dự buổi lễ hôm nay. Không có gì hơn, tôi đại diện một lần nữa, tôi thay lời cho hai gia đình, hai gia tộc kính chúc các quý ông quý bà bậc cha mẹ, bạn bè thanh niên nam nữ lời chúc sức khỏe, lời chào đầy kính trọng. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, và xin được chân thành cảm ơn lời phát biểu rất là ý nghĩa và xúc tích đến từ vị đại diện quan viên gia đình con nhà trai chú rể Hoàng Tới trong ngày hôm nay. Vâng, và quý vị chúng ta thân mến, có thể nói rằng lời phát biểu của bác ngọt như mật như hoa, như hương lưỡi tím tỏa ra các môi trường. Một lần nữa cũng xin được chúc cho bác luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ, tươi trẻ và yêu đời. Vâng, và xin được kính mời song thân phụ mẫu đến từ phái đoàn gia đình Hoàng Nhà Trai cũng như là gia đình Hoàng Nhà Ngoại chúng ta cùng tiến lên trung tâm sân khấu một bước ạ. Vâng ạ, xin được long trọng kính mời song thân phụ mẫu chúng ta cùng tiến lên trung tâm sân khấu một bước ạ. Và chúng ta sẽ quay người lại dành tặng cho nhau một cái nắm chặt tay nhau để kết nghĩa tình thông gia cho hai gia đình đứa bạn trẻ Hoàng Tới và Nguyễn Đồng trong ngày hôm nay. Xin được long trọng kính mời. Xin được chúc mừng hạnh phúc gia đình thắt chặt lễ thông gia, mắt con kế tiếp che già, tình duyên đeo họ mắt và cha. Vâng, và xin được chân thành cảm ơn về đại diện của hai gia đình nhà chúng ta rất là nhiều. Và để minh chứng cho tình yêu đó, xin được kính mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng quay người lại hướng ánh mắt dành tặng cho nhau, tay chung tay trao tặng cho nhau kỷ vật thiêng liêng cao cả, đó chính là cặp nhẫn thành hôn. Xin được long trọng kính mời cô dâu sẽ làm lễ bó hoa xuống ạ. Những bản pháo điện tỏa sáng thêm phần lung linh và đầy nghiến cho đôi bạn trẻ trong ngày hôm nay.
phải nói rằng một màn pháo hoa rất là tuyệt vời, phải không quý vị? Cũng xin được chân thành cảm ơn cô dâu và chú rể chúng ta rất nhiều. Vâng, và quý vị chúng ta đã đến ngày hôm nay. Cho phép ban tổ chức của tôi cũng xin được long trọng gửi bày những dòng tình cảm ấm áp nhất đến từ phái đoàn gia đình và nhà trai ạ. Dĩ nhiên là dòng tình cảm đầu tiên đến từ quan viên gia đình và nhà trai chú rể Hoàng Tới ạ. Vâng ạ, xin được long trọng gửi bày ai ạ? Đầu tiên đó chính là dòng tình cảm bố mẹ phải không ạ? Vâng ạ, xin được long trọng kính mời dòng tình cảm đầu tiên đến từ bố mẹ của chú rể ạ. Vâng, và xin được long trọng kính mời dòng tình cảm đến từ cô dì, cậu mời chú bác, các anh chị em đến từ quan viên gia đình hoặc nhà trai ạ. Quân viên gia đình và nhà ngoại, chúng ta vui lòng chờ đợi 6 ít phút nữa. Và lát nữa tôi thì cô dâu và chú rể chúng ta di chuyển xuống quân viên tình yêu thì tất cả quý vị chúng ta có thể trao gửi tới cô dâu và chú rể sau cũng được ạ. Và xin mời anh hệ thống ống kính ạ, chúng ta sẽ chụp lại và ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô dâu và chú rể ạ. Long trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng tình cảm đón nhận dòng tình cảm đến từ người mẹ của cô dâu ạ. Vâng ạ, quý vị chúng ta đã đến ngày hôm nay đây thì những dòng tình cảm, những món quà thân thảo để cho tập quà cho đôi bạn trẻ. Về giá trị vật chất thì những món quà chỉ giá nhỏ bé thôi, nhưng đó là một tinh thần, một hành trang mới để cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng tình cảm đón nhận bước vào đời, xây dựng cho cuộc sống tương lai sau này tốt đẹp hơn. Dòng tình cảm người mẹ
cô dâu đã trao tặng quà cho người con của mình ạ. À. Quốc gia như núi Thái Sơn, người mẹ như nước trong nguồn chảy sâu. Và hôm nay đây con đã xuất gia thì những người làm cha làm mẹ đã có những dòng tình cảm để trao tặng quà cho hai con trong ngày hôm nay. Giây phút này đây thì dòng tình cảm đến từ người bạn thân của cô dâu và chú rể đã trao tặng quà cho đôi bạn trẻ trong ngày hôm nay. Vâng, và quý vị chúng ta thân mến, ngày hôm nay đây thì với danh sách lần lượt của tất cả quý vị chúng ta đang chờ trao tặng quà cho đôi bạn trẻ. Vì chúng ta không ghi danh sách cho ban tổ chức, cho nên tất cả quý vị khán giả chúng ta cũng thông cảm và bỏ qua cho. Một nụ hôn nồng thắm nhất để chúng ta cùng xua tan cái thời tiết say lạnh như thế này được không quý vị? Đồng ý không quý vị ơi? Tất cả quý vị chúng ta nếu đồng ý và đồng viên tinh thần cho cô dâu và chú rể bằng những chào tay thật lớn được không quý vị? Vâng ạ, xin được kính mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng hướng mắt về số khán giả. Từ từ đã, chú rể hơi sông ạ. Vâng, ngày hôm nay với chương trình thực hiện nụ hôn của cô dâu và chú rể do MC sáng lập nên một nụ hôn rất là tuyệt vời. Lưu ý cho cô dâu và chú rể chúng ta được biết thì nụ hôn của người nghi hương rất chi là trung thủy, mà nụ hôn của người nghi thủy rất chi là êm du, mà nụ hôn của người nghi thu rất chi là thoải mái, và nụ hôn của người nghi hải rất chi là xa xiết, mà nụ hôn của người nghi tiến rất chi là đậm đà. Vâng ạ, cô dâu và chú rể chúng ta lưu ý được chưa ạ? Hãy dành tặng trước sự chứng kiến của tất cả quý vị, cô dâu và chú rể chúng ta ở nghi tiến phải không ạ? Dành tặng một nụ hôn đậm đà trước mắt toàn thể quý vị được không ạ? Cô dâu và chú rể chúng ta chuẩn bị sẵn sàng tâm lý chưa ạ? Nào, xin được kính mời cô dâu, xin được kính mời chú rể quay một góc 3:15. Còn cô dâu thì sao ạ? Quay một góc 5:13 hướng về chú rể, hướng về MC là 7:10. Đấy, hướng về chú rể nào.
được chưa? Cô dâu tạm gác bó hoa xuống ạ. Vâng ạ, kính mời cô dâu và chú rể ạ. Chú rể tay quàng eo, còn cô dâu quàng vai ạ. Vâng, rất tuyệt vời ạ. Tất cả quý vị quan khách chúng ta đã chuẩn bị chưa? Vâng, và trước khi hôn thì đôi bạn trẻ chúng ta lưu ý cho ban tổ chức chúng ta vui lòng quan đã cười ạ. Bởi vì MC là tỷ lệ thèm rất là cao ạ. Nào cô dâu và chú rể chúng ta chuẩn bị chưa? Hôm nay ngày vui của hai cháu, cậu đến chúc phúc cho hai cháu, chúc hai cháu năm năm hạnh phúc, chúc toàn thể huân trường một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Hôm nay tôi xin gửi đến huân trường bài hát mang tựa đề Câu đợi công cha. Xin mời quý vị được thưởng thức. Mộc mạc ta thương, mình xin
cho anh nhiều hơn. Nay anh trở về bên lòng sông Lam, con đò vẫn vươn dòng sông con đò có với mình mộng mà đã buông. Ngày xưa anh ngắm chắc mơ buồn câu hò vui này anh thương. Đứng tay nuôi bằng đừng quên người. Xin lỗi. Hello. 1, 2, 1, 2. Hello.
thương rất đau nhớ người thân ta. Hãy